Nguyễn Thu Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, có một điều về ông Nguyễn Ngọc Ngạn mà Nguyễn Thu Phượng không thể nào hiểu được. Nó gần như là quái đản. Là, thưa quý vị, ông lên nói chuyện trên một sân khấu trước mặt một số lớn khán giả. Thì ông nói rằng là nước Mỹ ngày nay không có còn an toàn nữa. Cho nên là có tới 50.000 người Hoa Kỳ, mà ông nói là người Mỹ, phải chạy qua bên Canada để xin tị nạn. Và có những người phải băng rừng lội suối trong tuyết lạnh, đến nỗi mà đi qua tới nơi thì họ rụng mất lỗ tai, rụng mất ngón tay, rất là rùng rợn. Rồi, thưa quý vị, đồng bào của chúng ta là đã là phản ứng một cách mạnh mẽ. Thì nhiều người đã lên các hệ thống truyền thông, lên mạng để giải thích với ông rằng là không có cái tài liệu nào mà nói rằng là 50.000 người Mỹ sang bên Canada tị nạn cả. Năm 2017, theo như Nguyễn Phượng tìm hiểu là chỉ có 2.550 công dân Hoa Kỳ đệ đơn xin được tị nạn ở Canada. Đệ đơn thôi, chứ còn không phải là tất cả những người này đều chạy qua bên Canada. Rồi 2018, từ tháng Giêng cho tới tháng 8 thì có 1.215 đơn của người công dân Hoa Kỳ xin được tị nạn ở Canada. Và phần lớn những người này đó là những em nhỏ, vị thành niên, cha mẹ là nhập cư lậu vào nước Mỹ. Cho nên là cha mẹ các em mới làm đơn cho các em, để mà nếu mà có được qua tị nạn bên Canada đó, thì cả gia đình cùng đi luôn, không có bị chia cách gia đình. Thưa quý vị, chắc có lẽ là ông Nguyễn Hồng Ngạn thì chắc chắn là phải nghe những cái lời phản đối ồn ào như vậy đó. Thì lần sau Nguyễn Thúy Phượng thấy có một cái video ở trên YouTube mà Nguyễn Thúy Phượng được xem đó, thì cũng trước mặt một số đông khán giả thì ông lại nói lại là ông rất là ủng hộ Tổng thống Trump. Ông nghĩ là Tổng thống Trump làm cho nước Mỹ được giàu mạnh, rồi chống tàu kia, rồi ông ước mong là Tổng thống sẽ được tái đắc cử, và ông ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng mà ông lại vẫn tiếp tục nói rằng là có 50.000 người Mỹ chạy qua xin tị nạn ở bên Canada. Và ông nói rằng những người này đó là sợ rằng là sẽ bị trả về nguyên quán. Nhưng mà những người này đâu có cần gì phải sợ, là tại vì không có phạm pháp ở Hoa Kỳ thì đâu có bị trả về nguyên quán. Thưa quý vị, cái điều mà làm cho đồng bào chúng ta nổi giận á, không có hẳn là vì ông không thích Tổng thống Trump hay là ông không ủng hộ Tổng thống Trump. Ông có chỉ trích Tổng thống Trump hay là chỉ trích những cái đường lối chính sách của Tổng thống Trump, hay là chỉ trích những cái đường lối chính sách của các tổng thống khác mà Tổng thống Trump lên không sửa đổi, cứ tiếp tục làm, cái đó là quyền tự do của ông. Cái quyền tự do ngôn luận của ông. Rất là nhiều người phản đối Tổng thống Trump, cũng như nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump, đâu có vấn đề gì đâu, thưa quý vị. Cái vấn đề là mình không có được vu khống người ta. Cái việc mà nó không có mà nói có, cái đó là vu khống. Nó khác với chỉ trích hay là phản đối. Thưa quý vị, khi mà nói rằng là nước Mỹ làm cái độ gì, có bạo chúa gì hay là chính sách nó tàn độc gì mà cho đến độ mà 50.000 người công dân Hoa Kỳ phải bỏ chạy đi tị nạn, đó là một cái điều mà nó xúc phạm không phải là chỉ tới Tổng thống Trump mà là tới toàn thể công dân Hoa Kỳ. Dù cho Tổng thống Trump hay là ai lên cầm quyền đi nữa thì đất nước này là một đất nước dân chủ tự do, có đa đảng. Làm sao mà lại để cho ông Tổng thống hay là cái chính quyền nào mà nó tàn độc đến cái độ mà 50.000 người phải chạy đi tị nạn như vậy? Thưa quý vị, đó,
Vì thế, cái điều mà ông cần phải lên tiếng đó là xin lỗi, là đã đi vu khống một cái việc nó không có, đó là phải nhìn nhận cái sự kém hiểu biết của ông đó, mà ông không làm, mà ông lại đi nói loanh quanh rằng là bây giờ tôi ủng hộ Tổng thống Trump. Ông ủng hộ hay là ông phản đối gì thì đó là quyền tự do ngôn luận của ông, đâu có ông nhầm gì đến cái chuyện mà ông vu khống Tổng thống Trump và nước Mỹ như vậy. Thưa quý vị, thưa quý vị, Nguyễn Phượng không hiểu cái điều nó rất là quái đản, không biết là tại sao mà ông lại thứ nhất là thiếu hiểu biết như vậy. Tại vì hồi nào giờ thấy ông nói nhiều vấn đề thấy cũng có vẻ hiểu biết lắm, mà nếu mà đã không hiểu biết thì đồng bào đã nhiều người lên giải thích ra để cho ông biết rồi. Ông biết rồi mà tại sao ông lại vẫn tiếp tục nói như vậy? Đây là một cái điều quái đản mà Nguyễn Thúy Phượng không thể nào hiểu được. Vâng. Rồi thưa quý vị, ngoài ra thì cái buổi văn nghệ ở San Jose đó mà bây giờ nghe nói là đã bị cancel, tức là bãi bỏ rồi và thay vào bằng một cái buổi văn nghệ khác với những ca sĩ khác và không có MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Thì thưa quý vị, theo như mình biết là có lẽ có một số các ca sĩ đáng lẽ là cùng có mặt với ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì vẫn có mặt, nhưng mà sẽ không có mặt cô Mai Khôi. Thưa quý vị, cái cô Mai Khôi này đó thật ra cũng chẳng đáng để mà nói, nhưng mà nó có một điều là cô ta làm cái gì thì mặc kệ cô ta, mà cái điều là đồng bào của mình bực mình là cô ta làm xấu cái hình ảnh của những người đấu tranh dân chủ ở trong Việt Nam. Những cái hành động lố lăng của cô ta, như là nhiều hành động lố lăng, mà cái lố lăng nhất á là cái việc mà cầm một cái bảng đi ra giữa đường lúc mà Tổng thống Trump qua Việt Nam để mà nói rằng là đi tiểu vào Tổng thống Trump, rồi tự xưng mình là cái người dissident, nghĩa là cái người mà đối lập ở trong nước. Nó làm cho cái hình ảnh của những người đối lập ở trong nước, những người đấu tranh dân chủ ở trong nước, nó trở thành lố bịch. Không ai đòi hỏi là cô phải lên đấu tranh. Cô có thể cứ tiếp tục đi hát như các ca sĩ khác, không có nói gì tới chính trị. Nhưng mà nếu đã nói tới chính trị thì nói cho đàng hoàng, đứng đắn, chứ làm lố bịch cái hình ảnh của những người đấu tranh dân chủ. Thưa quý vị, bây giờ cô Mai Khôi thì thật sự trong nước thì nhà cầm quyền cộng sản trong nước họ cũng chẳng ưa, nhưng mà họ cũng chẳng có xem cô ta là nguy hiểm. Còn ở ngoài hải ngoại thì cũng không muốn dính vào với cô ta. Rồi có những người cũng chửi cô ta, coi như là cô ta là đơn thân độc mã. Vâng, Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video khác của Nguyễn Thúy Phượng. Xin kính chào.